Kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục Pháp luật và cuộc sống kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện có những nội dung chính sau. Phóng sự: đẩy mạnh tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam. Phỏng vấn Đại tá Ngô Văn Lãng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về những nội dung cơ bản và công tác triển khai tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm từng bước đưa luật biên phòng Việt Nam vào cuộc sống, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn đơn vị quản lý. Với nhiều cách làm hay, vận dụng sáng tạo, việc tuyên truyền phổ biến luật biên phòng Việt Nam đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực. Xác định công tác tuyên truyền về biển đảo Việt Nam cũng như các văn bản pháp luật liên quan đến biên phòng, biên giới là nhiệm vụ đặc biệt có nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Vì tuyên truyền kịp thời nhằm chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về vấn đề biển đảo Việt Nam, đồng thời không ngừng bồi đắp niềm tin của nhân dân vào công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồn biên phòng Phước Dinh được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển trên phạm vi hành chính thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước và xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam với dân số hơn 30.000 người. Tổng số phương tiện tàu thuyền là 124 phương tiện trên 27.912 công suất. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồn biên phòng Phước Dinh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, tổ chức đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và đặc biệt là Hội Nông dân để tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam cho các hội viên. Qua buổi tập huấn hôm nay thì tôi là người uy tín đại diện cho bên thôn Tuấn Tú. Thì hôm nay với nhận định là luật biên phòng ra đời, đây là một luật rất là phù hợp với lòng dân. Bởi vì tất cả các ngư dân rồi các nhân dân sống ở biên đảo, sống như là biên giới cái biển đảo thì nhận thức được một cái phần lớn hơn, có nghĩa là trách nhiệm nhiều hơn. Bởi với nhiệm vụ luật ra đời cho các anh biên phòng thì đây là nhiệm vụ rất là cần thiết, đề nghị các đồng chí nên tuyên truyền đến thường xuyên đến người dân hơn. Qua cái tập huấn thì Ủy ban nhân xã là cơ bản để tiếp tục phối hợp cùng với lại Bộ đội Biên phòng triển khai đến cho người dân trên địa bàn xã An Hải và các doanh nghiệp ở trên địa bàn thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình, hỗ trợ với Bộ đội Biên phòng và nâng cao nhận thức của người dân về cái quản lý biên giới cũng như là thực hiện luật biên phòng năm 2022 tốt hơn trong thời gian đến để luật được đi vào cuộc sống thì xã, Ủy ban xã sẽ tiếp tục phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa cũng như là trực tiếp với bà con qua các cái hội nghị cũng như là mở các cái lớp tập huấn về cái những điều cơ bản nhất của luật để cho bà con dễ hiểu nhất và dễ thực hiện nhất và đồng hành cùng với lại Bộ đội Biên phòng thực hiện cái nhiệm vụ biên giới hải đảo của mình. Để luật biên phòng Việt Nam sớm đi vào cuộc sống, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan liên quan từ cấp tỉnh đến cơ sở. Lực lượng báo cáo viên tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ công chức viên chức, nhân dân ở địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ quan đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành và chính quyền địa phương cấp huyện, xã và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng chuyên trách. Đồng thời chủ động phối hợp với các ngành địa phương đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đề án, tổ chức tập huấn chuyên sâu tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng như đăng tải toàn bộ nội dung của luật trên cổng thông tin điện tử, thông qua các trang mạng xã hội, Zalo, Facebook, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, tổ chức tuyên truyền lưu động và tập trung tại các hội nghị,
in và cấp phát tờ rơi tuyên truyền. Bên cạnh việc tuyên truyền tập trung phát tờ rơi tại các khu dân cư, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn áp dụng nhiều hình thức khác như thông qua hoạt động làm thủ tục xuất nhập bến cho các phương tiện tại trạm kiểm soát biên phòng. Cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã kết hợp tuyên truyền cho ngư dân hiểu về những quy định của luật biên phòng Việt Nam. Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo sau khi được tiếp thu các nội dung cơ bản của luật biên phòng Việt Nam cũng như các văn bản quy định chi tiết, thì đã tham mưu tích cực cho Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam cũng như Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước tổ chức cái hội nghị tại các huyện trên cơ sở quán triệt đối với cán bộ của địa phương cấp huyện. Thì sau đó thì đối với đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ủy ban nhân các xã thuộc biên giới biển của đơn vị phụ trách xã An Hải, xã Phúc Dinh sẽ tổ chức các lớp tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ cấp xã và cũng như là đối với ngư dân trên địa bàn của đơn vị phụ trách, nhằm làm cho người dân nắm được các nội dung cơ bản của luật biên phòng Việt Nam, để cơ sở thì cán bộ chiến sĩ đơn vị cùng với để người dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả luật biên phòng Việt Nam trong thời gian tới. Để công tác tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam đạt hiệu quả, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng luật biên phòng Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó góp phần chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại kỳ họp thứ 10. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và thay thế pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. Luật gồm 6 chương 36 điều, quy định đầy đủ toàn diện cụ thể các chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng. Quy định phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhằm giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những nội dung cơ bản và công tác triển khai tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh, biên tập viên chuyên mục Pháp luật và cuộc sống có cuộc trao đổi với Đại tá Ngô Văn Lãng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Trước tiên cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí cho biết sự cần thiết ban hành luật biên phòng Việt Nam ạ. Việc ban hành luật biên phòng Việt Nam là cần thiết xuất phát từ những lý do sau. Thứ nhất, trong năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, nhưng chưa được thể chế hóa thành pháp luật như chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng và quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, trong đó đã xác định sớm ban hành luật biên phòng Việt Nam. Thứ hai, xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng của biên giới quốc gia, đây là vấn đề chiến lược lâu dài của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và yêu cầu xây lực lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là lực lượng Bộ đội Biên phòng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Thứ ba, hiện nay hoạt động trên tuyến biên giới và khu vực biên giới cửa khẩu có nhiều lực lượng thuộc các bộ ngành với nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, trong thực tế thực thi nhiệm vụ biên phòng còn có những hạn chế bất cập. Công tác phối hợp giữa các bộ ngành, chính quyền địa phương và các lực lượng lòng cốt chuyên trách với các lực lượng chức năng ở khu vực biên giới cửa khẩu chưa chặt chẽ, hiệu quả thì chưa cao. Thứ tư, thì pháp lệnh Bộ đội Biên phòng đã ra đời cách đây gần 25 năm trong điều kiện bối cảnh lịch sử hoàn toàn khác với hiện nay. Pháp lệnh chỉ điều chỉnh các vấn đề liên quan đến Bộ đội Biên phòng
chưa đề cập đến các chủ thể khác trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, một số quy định liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Nhiều nhiệm vụ quyền hạn của Bộ đội Biên phòng không được quy định trong pháp lệnh mà quy định tại các luật khác và các văn bản dưới luật, dẫn đến tình trạng khó theo dõi, thiếu thống nhất, gây khó khăn cho quá trình thực thi nhiệm vụ biên phòng của Bộ đội Biên phòng. Thứ năm, từ thực tiễn hơn 60 năm qua, Bộ đội Biên phòng đã và đang áp dụng hiệu quả các hình thức biện pháp công tác biên phòng nhưng chưa được luật hóa. Việc tổ chức xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong khu vực quản lý, bảo vệ biên chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia thì chưa được quy định cụ thể, nên thiếu cơ sở pháp lý để các cơ quan, lực lượng, chức năng và Bộ đội Biên phòng trong thực thi nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Vậy thì những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam là gì, thưa đồng chí? Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 gồm 6 chương 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Luật quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể về bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc, đặc biệt là quy định rõ trách các nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cụ thể, luật này quy định chính sách này, nguyên tắc này, nhiệm vụ này, hoạt động này của lực lượng, đảm bảo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng. Đây là văn bản pháp lý quan trọng đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Đồng chí cho biết thời gian đến công tác triển khai thi hành luật như thế nào để Luật Biên phòng Việt Nam sớm đi vào cuộc sống và có hiệu quả Để sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống, góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch, quyết định thành lập ban chỉ đạo đề án để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, đồng thời đã tham mưu tổ chức tập huấn chuyên sâu tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố ven biển và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Bằng việc triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phổ biến như tổ chức tuyên truyền tập trung tại đơn vị, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn, khu vực biên giới biển, kết hợp với triển khai các tổ đội công tác trực tiếp xuống nhà dân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, biên soạn, ghi âm nội dung về Luật Biên phòng thành các câu hỏi, đáp án, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh trong chương trình Tiếng Loa Biên phòng, phát huy hiệu quả hệ thống tủ sách pháp luật, đơn vị và ngăn sách pháp luật tại các thôn, ở xã, phường, thị trấn, khu vực biên giới biển, thì thường xuyên đăng tải những nội dung cơ bản về Luật Biên phòng Việt Nam lên các trang mạng xã hội để cán bộ, người dân dễ tiếp cận. Thời gian tới thì Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của luật và các văn bản của Đảng, pháp luật của nhà nước, của các cấp, các ngành về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới biển và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng đảm bảo bám sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Một lần nữa cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Pháp luật và cuộc sống do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kỳ này đến đây tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.